Xin mời các bạn thí sinh mình nhìn lên màn hình lại phần thi của mình nha. Câu hỏi số 16. Con vật nào sau đây đẻ trứng? Nhớ nha, đẻ trứng. Một, con khỉ. Hai, con rùa. Ba, con ngựa. Năm giây suy nghĩ, bắt đầu. Và đáp án chính xác của chúng ta đó là con rùa đẻ trứng. Chúc mừng các bạn. Rồi, cô mời các bạn bỏ thẻ xuống. Tiếp theo, câu hỏi số 17. Khi ăn, bé phải ăn như thế nào? 1. Nhai từ từ. 2. Nhai nhóp nhép. 3. Vừa nhai vừa cười. 5 giây suy nghĩ, bắt đầu. Hết. Đáp án chính xác của chúng ta đó là 1. Nhai từ từ. Chúc mừng các bạn. Cô mời các bạn bỏ thẻ xuống. Câu hỏi số 18. Trái nào ăn không phải nhả hột? 1. Quả thanh long. 2. Quả nhãn. 3. Quả na. 5 giây suy nghĩ, bắt đầu. Hết. Và đáp án chính xác của chúng ta đó là quả thanh long là đáp án số 1, đáp án chính xác. Xin chúc mừng các bạn. Mời các bạn bỏ thẻ xuống. Câu hỏi số 19. Khi ăn, bé cầm đũa như thế nào là đúng cách? 1. Cầm 3 cây đũa. 2. Cầm 2 cây đũa sát nhau. 3. Dùng cả bàn tay nắm đũa. 5 giây suy nghĩ, bắt đầu. Câu hỏi này loại quá trời bạn.